Chào anh em nhé, giới thiệu cùng anh em cái lô keo mấy chim sẻ nhé. Bây giờ cũng là gần cuối mùa rồi, nhưng mà anh em khả năng mấy rất là cao, vẫn mấy vẫn hiệu quả nhé, nhu cầu dùng keo vẫn rất là nhiều. Thì bây giờ mùa nào thì anh em có cái tiếng đấy vẫn đánh được, mùa này vẫn đánh rất là tốt. Thì cái lượng keo tiêu thụ của shop ấy vẫn rất là nhiều, shop vẫn nhập vào rất nhiều đây. Hôm nay giới thiệu với anh em cái lô keo mới, lô keo mà gọi là keo chung, keo chung màu xám nhé. Đây anh em nhìn thực tế keo này này, keo chung màu xám. Keo sẻ đây nhá, thực tế cái keo mới sẻ đây, cái loại này là hàng chung nhá, có nghĩa là không cứng mà cũng không mềm, nhưng mà nó đảm bảo cho các bác đánh được sáng cũng đánh được, tối cũng đánh được, và buổi trưa nắng gắt các bác muốn đánh ấy, thì các bác sẽ chọn một mồi keo mới từ ngày hôm qua, các bác nhào lại, các bác cuốn lên keo là các bác chơi ngon lành cả buổi trưa luôn. Thế còn về giá thành và số lượng mà số bán ấy, thì sẽ bán ít nhất là 3 nạng nhé các bác nhé. Các bác lưu ý 3 nạng thì shop mới ship nhá. 1 2 3. Đây hơi non, sẽ tư thêm một tí nữa. 3 nạng shop mới ship, các bác lưu ý, chứ còn thấp hơn 3 nạng là shop không ship nhá. Thế còn về giá thành, 3 nạng keo này thì shop đang bán với 1 nạng là 70.000. 3 nạng là 201. Các bác mua đơn vị ít nhất như này ấy, thì các bác phải chịu thêm 30.000 tiền phí ship nhá. 30.000 phí ship. Thì vậy chi nó là 240 nhé. Đây 3 nặng rưỡi rồi, cho tươi tỉnh chút đi. Đây nha các bác nha, cần hơn cân 3 nặng tươi là keo thực, xong bắt đầu mới bỏ vào trong lọ cho các bác. Đây là đơn vị thấp nhất là các bác bán, để bán cho các bác này. 3 nặng sẽ là 240. Các bác lưu ý nhé, 240 là bao gồm cả cước phí, nhưng mà cước phí ở đây là cước phí gửi chậm thôi. Còn các bác nào muốn nhận nhanh, nhận chuyển phát nhanh ý, thì sẽ hỗ trợ thêm shop 10.000 nữa. Còn đâu là shop sẽ bù thêm để gửi cho bác cái cước phí nhanh. Nếu mà các bác gửi nhanh ý, thì sẽ là 250 ba nặng keo này. Bỏ lọ về các bác. Thế còn hướng dẫn các bác cái cách bảo quản keo luôn đấy, là các bác đánh xong tuốt ra khỏi sào thì các bác chỉ việc dốc qua nước, tráng ướt lọ lên cho khỏi dính thành lọ thôi. Xong các bác thả vào trong lọ này. Nha, thả vào lọ này, không cần phải ngâm trong nước thôi nha các bác nhá. Không cần phải ngâm nước, thả vào lọ này thôi. Thả lọ này được nhá. Đây như này là sẽ là 3 lọ này, 3 nạng này. 250 chuyển phát nhanh, 240 chuyển phát chậm nhá. Còn về cách nhào keo, các bác lưu ý là muốn nhẹ nhàng ấy, thì các bác nên ngâm vào nước nóng thì mình chảy dễ nè. Như này tôi đã ngâm một ít đây. Các bác ngâm vào nước nóng xong các bác nhào. Các bác lưu ý nhá, với cái keo này các bác nhào càng kỹ thì càng tốt, nhào càng kỹ thì độ dính nó càng cao. Đây, đây các bác này, các bác cho nó nóng và mềm, các bác rất là dễ nhào. Riêng nhào keo này cực kỳ là nhàn luôn, không có vất vả như dòng keo cứng. Keo cứng thì khổ vất vả lắm. Keo này là các bác đánh được hết cả, sớm cũng đánh được, chiều cũng đánh được. Thế còn buổi trưa nắng gắt thì các bác nên lấy một mồi keo mới, các bác nhào lên các bác quấn thì vẫn chơi ok. Thế còn riêng một mồi keo mà các bác đánh từ sáng mà tới trưa rồi, các bác bỏ ra các bác nhào lại, các bác đánh thâu qua trưa nữa thì nó sẽ bị chảy. Đấy, cái điều đấy là điều tất nhiên. Thế còn bắt đầu đánh vào buổi trưa mà các bác lấy mồi keo mới từ hôm qua ấy, các bác nhào lại các bác đánh thì đảm bảo cho các bác là sẽ chơi được qua buổi trưa. Cái này là nó sẽ chịu được nhiệt độ dưới 40 độ C, nhưng mà độ dính nó rất là cao, ở nhiệt độ thấp nó dính rất là tốt nhé. Keo này các bác nhào càng kỹ thì càng tốt, nhào càng kỹ càng tốt. Keo này là keo nghiêng mà thành phần tự nhiên nhiều các bác nhé, nó rất là dốc nông. Đấy, nó dốc nông, nó không có bị dính nông nhiều đâu. Đấy. À, các bác ngồi keo này nó rất là nhàn nhé. Thế còn để mà các bác dùng sào ấy, thì tốt nhất là các bác dùng cái sào mà sào kép như này.
thanh trên thanh dưới để nó chống rơi chim. Tại vì khi con chim nó vỗ vào đây này, nó ngả xuống này. Các bác nào khoảng cách này nó rộng lên một chút nhá. Khoảng cách này rộng lên một chút thì để cho con chim nó ngả xuống đây, nó bị khóa cánh. Nó khóa cánh nó sẽ tốt hơn. Nhưng nếu các bác nằm gần quá, nó khóa bụng ấy, khóa ngực ấy, thì là nó rất nhiều lông tơ. Rồi, xong đó các bác với hai cái thanh này thì các bác mua 3 nạng là sẽ vừa đủ dùng nhá. 3 nạng vừa đủ dùng. Là các bác chia làm hai phần. Phần nhiều hơn một chút thì các bác cuốn lên sào trên. Phần ít hơn thì các bác cuốn lên sào dưới. Các bác nhào cho nó dẻo lên, các bác đưa vào cuốn. Các bác lưu ý này, cuốn là cuốn lỏng tay thôi nhé. Cuốn lỏng tay. Đấy, cuốn lỏng tay. Cái khi mà các bác mà cuốn kéo quá chặt tay ấy, thì là cái keo nó độ đàn hồi nó bị mất đi, nó bị giãn căng quá thì độ dính nó sẽ kém đi nhé. Độ dính nó kém đi. Các bác cuốn lỏng tay thôi. Cuốn vừa phải. Đây là độ dính rất là tốt các bác nhé. Đây đây tôi làm thử một đoạn thôi. Đây. Cái này đưa lên lúc nào cũng dính nhé. Rồi đây là giới thiệu với các bác mà cái keo đánh xỉa mới. Các bác cần mua hàng ấy, vui lòng liên hệ với lại shop Tân Ánh nhé. Đây là một trong những cái kênh bán hàng của shop Tân Ánh. Các bác lưu ý kỹ này, shop Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ Nhà Nam Tân Yên Bắc Giang. Các bác có xem được clip ở trên kênh nào đi chăng nữa thì cũng đấy là một trong những kênh bán hàng của shop. Sản phẩm vẫn là do shop cung cấp ra. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ Nhà Nam Tân Yên Bắc Giang nhé. Các bác lưu ý. Các bác lưu ý kỹ nhá. Tại vì giờ rất là nhiều đơn vị bán hàng, nhiều khi các bác mua hàng này bị nhầm nhá. Các bác có xem video ở kênh nào đi chăng nữa mà gặp số điện thoại như này, tên shop là Tân Ánh Ngọc Ánh thì vẫn là một cơ sở Tân Ánh Ngọc Ánh tại Bắc Giang nhá. Tại Bắc Giang. Rồi xin cảm ơn các bác nhé.